Thưa quý vị, theo dự báo hôm nay, thời tiết ở Nam Bộ có xu hướng tăng mưa. Ban ngày mây thay đổi, trời nắng gián đoạn, nền nhiệt dao động từ 25 đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, khi nhiệt độ cao nhất lên đến từ 35 đến 37 độ. Còn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Do ảnh hưởng của mưa to cục bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và thành phố trong khu vực. Ngoài ra, do thủy điện Sơn La mở hai cửa xả đáy hồ và thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy, cảnh báo khả năng xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Người dân cần chủ động đề phòng. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.